Theo Fitch Ratings, các kế hoạch hợp nhất ngân hàng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và chuyển ra quy định liên quan đến cấu trúc sở hữu trong ngân hàng tại Thông tư 36 sẽ mang lại lợi ích cho cả hệ thống ngân hàng. Theo Fitch Ratings, chuyện thực thi Thông tư 36 là một thách thức, cùng với đó là những tồn tại về chất lượng tài sản, sự thiếu minh bạch và vốn dự phòng thấp. Do đó, tiến trình hợp nhất của các ngân hàng có thể cải thiện hiệu quả của hệ thống nếu như quy mô của nền kinh tế và chuyện giám sát ngân hàng được làm tốt hơn fitch cho rằng tiến trình hợp nhất chủ yếu sẽ diễn ra giữa các ngân hàng nhỏ và yếu với các ngân hàng thương mại nhà nước lớn fitch cũng tin rằng các ngân hàng thương mại nhà nước có thể vượt qua được các tác động tiêu cực lên chất lượng tài sản khi nhận sát nhập ngân hàng nhỏ bởi những ngân hàng yếu kém này có tài sản tương đối nhỏ so với ngân hàng nhận sát nhập Ngoài ra, những quy định mới tại thông tư 36, hiệu lực từ tháng 2 năm nay, cũng chỉ cho phép các ngân hàng được nắm giữ ít hơn 5% cổ phần tại tối đa hai tổ chức tín dụng khác. Từ đó, có thể giảm mức sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng. Yếu tố được xem là đã góp phần phóng đại tổng vốn của hệ thống ngân hàng và làm tăng các nguy cơ về quản trị hệ thống.